nay Đức Tiến cùng với các anh chị em xuống dưới đài chùa Tam Bảo ở Cẩm Mỹ Đồng Nai phát 100 phần quà cho bà con tại nơi đây. Thì một phần quà thì nó có trên đây đó cho mọi người xem, có nước tương nè, dầu ăn nè, hai bao gạo, có bánh, sữa, chai nước mắm, hai bao gạo nặng, gói bột nêm đó. Thì đây là các anh chị em cũng vừa mới đang chuẩn bị cho buổi 100 phần, với lại có một bạn với em Danny tặng 200 mỗi bánh mì mặn để ngoài chứ hôm nay vô trong nha. Lên nữa có mì nữa quên hả, có thêm thùng mì gói nữa nha. Đó rồi hoan hỷ chúc bà con mình ăn ngon với lại sức khỏe may mắn. Thank you. Mình biết được thông tin là anh làm được việc, anh là người đi đúng rồi, mình gặp rồi nhân vật chính hôm nay là anh người mẫu Đức Tiến của bác ơi, người mẫu đó, Đức Tiến ảnh đi từ Sài Gòn về Đồng Nai sông Ray để làm từ thiện nha. Rồi anh Đức Tiến đây. Rồi mời cô bác xem theo. Đây tuân thủ cho có mấy người làm không không? Đây cho anh bên trái nha. Nhân vật chính hôm nay là anh Đức Tiến nha cô bác. Và đây là vô đó chính là mình nó dư. Và đây là nhân vật là công ty đào tạo mẫu Gia Minh nha cô bác. Rồi đưa đây. Nghe được thông tin là anh từ bên Mỹ về à, hôm nay ảnh ghé chùa Tam Bảo của sông Rây Đồng Nai, ảnh hỗ trợ cho bà con nghèo ở vùng sâu nha các bác. Chính ảnh là người đem hàng xuống luôn nha các bác. Chào thầy. Rồi bây giờ mình theo chân ảnh đi vào bên trong nha cô bác. Tết Nguyên Đán của người Việt Nam và rằm tháng Giêng thì hôm nay và anh từ bên Mỹ về, hôm nay anh đi từ thiện ở cái ngôi chùa này. Bác đang đợi. Mấy cô ở gần đây không? Ở gần xã này. Kêu bằng gì? Sông Ray à? Dạ, sông Tây. Sông Ray. Sông Tây, sông Ray Cẩm Mỹ là dạ. Sông Ray là Cẩm Mỹ. Dạ. Bên này là xã Xuân Tây. Dạ, Xuân Tây. Xã Xuân Tây xã. Vâng. Đây cô bác đang đợi để nhận quà. Nhận quà. Không khí chút là
chùm vô trong, đầu tiên mình lại Phật, sau đó phát bài cho mọi người. Và tiếp theo nằm ốp anh ngửa tay nằm ngửa ha, rồi con được khỏe mạnh nha. Wow, một mát ghê đúng ha. Nó một hồi nó sẽ có cảm giác người mình rút xuống, à người mình nó thu lại thì hả, à, nó rút xuống dưới đó. Con nằm một xíu rồi, rồi thôi bây giờ nằm một xíu tinh thủ ha, để tí nữa tự đi xuống với lại Phật. Và đá, đá thẻ là đá. Cái này là khối ngọc Ấn Độ. Khối ngọc Ấn Độ. Khối ngọc Ấn Độ chữa lành, chữa bệnh. Đúng rồi, chữa lành đúng. Đó mình biết đúng. Trước tiên sẽ phát quà cho cô bác ở cái vùng sâu còn khó khăn nha cả nhà. Và sau đó thì chúng tôi sẽ sắp xếp để mời quý vị vào để nhận quà. Quý vị chúng ta ổn định chờ trong mấy phút chút xíu nữa thì bên quận tự cùng với ban tổ chức sẽ trao tận tay quý vị những phần quà ý nghĩa nhân mùa xuân Giáp Thìn 2024. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khu mình hôm nay là công ty Gia Minh nha cô bác. Công ty Gia Minh và chị đây là người chủ là công ty Gia Minh. Bên chuyên về đào tạo người mẫu ở Sài Gòn nha cô bác. Và bây giờ cô đang sắp xếp lại cho cô bác. Rồi, bây giờ đến phần vào phụ để phát quà cho cô bác. Và bây giờ là mình đã phát quà luôn. Do thời tiết buổi trưa hôm nay cũng tương đối nóng, nên quý vị chúng ta hãy chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi trong phút để cầu từ cũng như không khí tại chợ chúng ta chuẩn bị có các phần quà chú đáo để quý vị tiện để nhận từ chỗ ông quà và trình bày chờ trong buổi sáng hôm nay. Quý vị chúng ta hãy nghỉ tìm chỗ để chúng ta dầu ăn nước tương, nước tương bánh. Đây chưa có bánh này. Mỗi một phần thì mình có là hai bọc gạo, nước tương dầu ăn và bánh. Rồi nước tương mình sữa vậy đó. Giờ chị đưa một cái bỏ lên một cái nem nè. Bỏ cái mới này 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 nè. B
Hôm nay mình được đi nhận quà hả cô ha? Ở xa không cô? Ờ, sông Dây, ấp 7. Sông Ray. Ấp 7. Dạ, ấp 7 sông Ray. Dạ, 72 tuổi rồi. 72 tuổi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, 72 tuổi á. Dạ. Có bệnh tai biến nhẹ đó. Dạ. 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 Cảm ơn cô. Dạ. Cô ở gần đây không? Dạ. Cô ở gần đây không? Ừ, ngay cánh đồng chim kìa. Dạ. Cánh đồng chim. Cánh đồng chim. Vâng. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Cái gì mình giả đò, giả đò. Giả đò rồi. Sáng hôm sau là cũng hỏi là cái vụ này, cái vụ này nó giống như cái gì vậy, xe đe vậy. Đây là những cô bác còn ở vùng sâu mà đã đang đến đây để nhận phần quà của Đức Tín gửi tặng cho cô bác. Và trong lúc này thì đang là sắp xếp lại, thì từ Sài Gòn chạy xuống đây đi thì cũng hơi bị chua nha cô bác. Hôm nay Đức Tiến cùng với các anh chị em xuống dưới tại chùa Tam Bảo ở Cẩm Mỹ Đồng Nai phát 100 phần quà cho bà con tại nơi đây. Thì một phần quà thì có trong nơi đây đó cho mọi người xem, có nước tương nè, dầu ăn nè, hai bao gạo, có bánh, sữa, chai nước mắm, hai bao gạo nặng, gói bột nêm đó. Thì đây là các anh chị em cũng vừa mới đang chuẩn bị cho buổi 100 phần. Với lại có một bạn đứa em Danny tặng hai cho mỗi bánh mì mặn để ngoài chứ không mang vô trong nha. Lên nữa có mì nữa quên hả? Có thêm thùng mì gói nữa nha đó. Rồi hoan hỷ chúc bà con mình ăn ngon với lại sức khỏe may mắn. Thank you. Xíu nữa thì cần một số vị trẻ chúng ta hỗ trợ cho các cụ để đưa các phần quà của mình ra ngoài. Và đây anh Đức Tiến và chị Gia Minh sẽ chụp chung với lại rồi đứng vô. Anh chị Đức Tiến có muốn nói gì với bà con tại chùa Tam Bảo không?
À, trước tiên thì con xin kính chào quý thầy, quý sư phụ. Dạ, con là Đức Tiến, chào tất cả bà con ơi. Dạ, con cũng là một người con của Đồng Nai. Hôm nay thì rất là có duyên được chị Gia Minh và gia đình chị Gia Minh, người gọi cũng như Gia Minh Media, là một người chị, là người bạn thân của con, trợ duyên và khuyến khích động viên, và cũng như là thúc đẩy rất là nhiều. Nói là Đức Tiến ơi, ở đây có một ngôi chùa rất là đẹp, thầy rất là dễ thương và nhiệt tình. Bà con ở đây thì ai cũng mong muốn được rất là nhiều các anh chị em mạnh thường quân ở phương xa, ở Việt Nam và cũng như hải ngoại coi được cái video này. Về đây đầu tiên là trên hành trình đi, thưa thầy, con thấy rất là thích, không khí mát mẻ, đường đi thoải mái. Về đây thì có nhiều người nói nắng quá, mà con thấy đâu có nắng gì đâu, con thấy bình thường, sao hết, thấy rất bình thường. Dạ, có lẽ con khổ quen rồi á, nó thấy là sao hết. Dạ. Xong rồi thì con về đây cũng không có gì nhiều, của ít đồng nhiều thôi, được sự động viên và lên tinh thần rất là nhiều của chị Gia Minh, nói là về đây có chút xíu quà với bà con. Thì thật sự thì trong lòng của con ước nguyện đó là có quà hôm Tết cho bà con ăn Tết, nhưng mà lại không có về kịp. Thì chị Minh nói thì không sao, sau Tết cũng được, lúc nào cũng ok hết, được hết. Dạ, thì hay quá. Thì về đây thì cũng là trong cái mùa này thì cũng là mùa xuân cũng đang về, cũng vẫn trong cái mùa xuân, thì con cũng có chút xíu phần quà nhỏ gửi tặng cho bà con mình tại Cẩm Mỹ Đồng Nai này. Mong rằng là bà con lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, gia đình mình cũng như những người thân thương của mình lúc nào cũng có nhiều sự yêu thương và dành cho nhau. Con cũng cảm ơn quý thầy rất là nhiều đã tạo điều kiện và cũng như cho con được cái không gian, cái nơi đây, và hơn hết là tình thương của thầy lan tỏa để bà con cũng như tụi con có được cơ hội gặp gỡ và tặng cho bà con. Mong rằng là tình thương này sẽ được lan tỏa và mang đến cho bà con một niềm vui trong cái ngày đầu năm mới. Xin chúc cho bà con sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Và con thấy may mắn lớn nhất là có sư phụ thầy nơi đây ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và tiếp theo thì chúng con cũng xin tôn kính sư phụ có đôi lời đối với đơn vị này ngày trời cũng như là toàn thể bà con tham gia chương trình sinh nhật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Cái thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày cuối tháng của tháng giêng, là ngày sám hối của Phật tử. Và cái ngày này thì theo truyền thống của tổ thì là một cái ngày này mình làm các việc lành, lắng các việc dữ, và bất kỳ cái công đức nào thì nó cũng sẽ được viên mãn trọn vẹn hết. Và thực ra là khi mà làm cái này thì cũng không hiểu thì cũng chết, tại sáng nay là tập trung thì mới còn nhớ chuyện là hôm nay là một ngày rất là cát tường để chúng ta làm các việc dữ. Mà ở cái tập đỏ của xã năm ngoái hồi cuối năm có nhà thầy là xuống các phần quà cho bà con, nhưng mà cuối năm công việc thì nhiều quá, bận rộn quá, rồi hôm nay thì ngày qua thì cô Vân nói là hôm bây giờ đó thì cô Vân mình tặng bà con 100 phần quà. Thầy nghe nói có ông đến nữa thì thấy rất là hoan hỷ, thôi mình cố gắng làm trọn vẹn để bà con có được một phần quà để bà con sống cũng được nửa tháng. Nó không phải là một phần quà lớn, nhưng mà nó cũng giúp ích cho mình được trong một hai ngày nửa tháng rồi cũng đỡ bà con. Thầy hy vọng rằng là đây là một cái nguồn cảm hứng để quý vị có niềm tin vào Phật pháp. Ở đâu cũng có người thiện, ở đâu cũng có người ác. Bánh mì này là con mua quận 6 và con mình ở đó, khu vực Hiệp Hoa, họ làm rất là ngon luôn á. Và anh em con cũng, dạ, anh em tụi con phải đi xa hơn chút xíu, cũng có một anh bạn ủng hộ, anh em đi Vi Che ủng hộ 200 ổ bánh mì để bà con mình ăn ngon mì nha. Dạ. Trong thời gian chờ đợi thì có bác được thời xong rồi tiếng thù đau
gửi cho cô bác hôn mì trong thời gian ăn luôn quý vị, ăn luôn cho ăn cho ngon quý vị. Gì mà ban truyền thông của chùa Tam Bảo nói là quý vị đừng xả rác trong chùa là công đức vô lượng. Giống như đi chợ, dạ, giống như đi chợ. Dạ, quý vị lui ra, quý vị. Bà con mình lui ra, mình xếp hàng nha con. Quý vị lui ra. Dạ, quý vị lui ra nè. Dạ. Rồi, mình sắp ghế là gì con? Rồi, cô Bảo Bảo thiếu ông thầy, ở đây. Dạ. Rồi, bây giờ nè, đưa phiếu sẽ mở vô. Dạ rồi, bây giờ chúng ta về nói với thầy. Quý vị ơi, quý vị ơi, chúng ta xếp hàng gần 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 gần. Không, đừng có khác, đừng có thương như vậy, thương chị lộn á, người nào vô là vô luôn. Rồi, rồi mình nhận quyết của ai rồi mình mới khoát nha, mất công một lát. Một hàng thôi cô ơi, một hàng thôi. Nè, cái thùng phiếu là thùng phiếu của mình để có người nãy sẽ. Rồi, cứ đây gì mà ta sẽ mùi. Qua nhiều quá. Chia hai bên đi, chia hai bên cho nhau. Chia hai bên nha. Ôi, hai phần ra. Rồi, đứa phía này, đứa phía này. Rồi, đứa phía này. Rồi, tôi chỉ chỉ phương. Qua đây, 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 qua đây. Rồi bên lấy thùng mì kia bên này. Dạ kia thùng mì kia. Dạ được rồi, được rồi. Dạ con 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 được rồi. Đi con ra ngoài, đi con ra ngoài luôn. Đi con ra ngoài luôn. Cái gì mà sao mà sách nổi. Bây giờ bà đi với ai? Trong một phiếu. Đây rồi, có túi đi hỗ trợ cho bà nha. Rồi, thùng mì luôn, rồi. Nếu tôi lấy phiếu rồi mình sẽ. Rồi, đi với bên này. Hai phiếu còn mình cần đợi đợi. Đây nè, bà tiếp bà đi ra ngoài đến coi ngồi bà bắt bà hát cho bà đúng rồi. Bà lui ra xíu đi bà xíu. Để tôi nghe nghe nó ra nha. Bà đi đi. Một phiếu cho bà cụ. Ở đây thì em tiếp con. Đúng rồi. À, một người đi từ từ thôi, để nhận. Rồi, có người hỗ trợ ngoài kia, chị, có người hỗ trợ ngoài kia. Ở đây nhiều phiếu. Dạ. Cảm ơn.
Ở đây sẽ diễn khiếu cho mọi người có phát không? Dạ. Rồi đây. Rồi, qua đó là được. Rồi nặng nha, nặng nha. Ô cha, nặng dữ. Khiếu qua đây, khiếu qua đây. Rồi vậy đó cho nhanh, đúng rồi. Còn người diễn khiếu rồi. Đấy. Có nha, may mắn nha. Cứ một phiếu hết nha, từ khi nào ai nhận hai thì mình sẽ tính sau. Tiếng rồi, tiếng rồi, tiếng rồi, tiếng rồi. Đây, tiếng rồi, đây rồi. Ở đây. Bà ơi, bà cụ ơi. Dạ rồi. Rồi, tiếng nha, nặng nha, nặng nha. Nói luôn cái kia. Ba mình nhắn. Ủa rồi, cái lưng vô rồi. Nói cái lưng vô. Phải đây, đây. Con bé đây nè. Dạ rồi. Không biết gì. Trời ơi, ca này khó vậy. Ca này đó. Có kiên nổi không? Cho nó kiên thùng mì đi. Lấy thùng mì đi. À, đây có chỗ này rồi. Rồi, à, phiếu chậm lại xíu để giải quyết trong này đồng đồng chứ. Đúng rồi vậy đó. Không, đừng có đi tắt coi, xếp hàng coi. Xếp hàng, make a rule, please. Đây, 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 lấy hàng. Đưa qua đây đi làm gì đứng đắn? Mấy tay? Có xe không? Dạ. Mình có xe về chưa? Đợi xe, đợi con dâu ra đón. Dạ. Để đó, tôi bỏ lên dầm chứ. Ê, mình đến đây mình nhận quà. Rồi đâu quà mình đâu? Dạ, còn ông xã làm ở trong à. À, rồi mình bị sao cô? Một tai biến 2 năm nay rồi. Ờ, bị tai biến ha. Ừ. Cái chân bên nào bị? Bên đây hả? 2 năm hả cô? 2 năm rồi đó. Rồi, cảm ơn cô nha. Quà mình đâu? Dầu sắp dùng. Tiếp 3 phần, lấy 3 phần gạo đi. Rồi ở đây còn cái gì mình lấy luôn. Gồm nè, còn là dầu ăn gì nè. Thiếu 3 phần không sao hết. Lấy lỗ bằng lại. Lấy lỗ bằng lại. Em cho 3 thùng gạo
không mì chứ, ba mì bỏ đây. Rồi nước tương luôn, đô bên con đủ mà. Cái bao mà rồi không? Bao. Lấy cái bịch ni lông này đi, lấy bịch ni lông lớn rồi đi. Lấy bịch ni lông lớn rồi đi. Đúng rồi, theo ngoài. Rồi mấy mình cười tươi lên nha. Rồi cho con chụp ạ. Dạ rồi, 2, 3. Dạ rồi. Đó mới vào chụp được chứ có đạo của thầy. Dạ con là phó thường dân. Mình là phó thường dân. Không, người có sức lan tỏa. Người có sức lan tỏa rất mạnh. Mình hôm nay em mới thấy chiếc này. Thường cho mình mới có tiếng hành đi đây. Vô luôn hay. Thầy có mời thầy. Dạ. Dạ rồi, muốn lại có chụp ạ. Nhiều chuyến quá, đừng có lùi tiến á. Đợi chờ con cái nha. Dạ rồi. Các anh cũng chụp chung với thầy với sư ở chùa này một tí cho kỷ niệm nha cô. Em ơi. Chụp dọc nha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Cô bác được nhận quà thì Đức Tiến cũng được sư thầy ở chùa đây mời dùng bữa cơm. Bây giờ con niên bị vi khuẩn đó chị. Phải đi phẫu thuật đó. Lúc 2-3 tuổi tôi cũng đẹp cắt mà. Vâng, bị khuẩn. Cong dài nó bị khuẩn đó. Là có đang ngủ gì đó hả? Con mẹ cứ cho đen đen đó. Rồi rồi, xong cái tôi xử hết hai. Nó đâu biết mà chi nhỏ nó hiền lắm. Ai là biết với mẹ mình nó không quen. Riêng cá nhân mình chỉ là một cát rất là nhỏ bé trong cái thế giới này và trong những người làm việc thân ái. Mình chỉ là cát rất nhỏ thôi, nên là mình chỉ mong rằng là những gì mình làm người dân sẽ có được niềm vui. Còn nếu những ai có thể chưa hiểu hay là chưa đồng cảm được với mình thì không sao cả. Ước mong rằng một ngày nào đó các anh chị đó, các bạn đó cũng sẽ tìm được những điều mà mọi người sẽ thấy được là mình làm được cho ai đó sẽ có được niềm vui với họ thôi. Chứ anh thì không có chỉ trích, cũng không có phản bác lại. Ai cũng có quyền suy nghĩ của họ hết. Và mình tôn trọng sự khác biệt đó. Dạ, vậy nếu như mà trong thời gian sắp tới mình sẽ có một tổ chức một thiện khác thì mình sẽ có tham gia hay không ạ? Trong cái suy nghĩ của anh thì trong mỗi lần mà anh được về Việt Nam trong công việc và cá nhân thì anh luôn mong muốn là dành ra một chuyến đi để mà tặng quà cho các trường hợp đặc biệt như là các ngôi chùa, các chị em mồ côi, các trung tâm nuôi dưỡng người già, khuyết tật, người neo đơn, vân vân và vân vân. Nói chung là các chuyến đi thiện nguyện. Thì anh nghĩ là anh về Việt Nam thì cũng chỉ có vài tuần, cũng có bao nhiêu đó thời gian. Anh về thì cũng chỉ có khoảng kinh phí bao nhiêu đó thôi. Rồi cũng sẽ hết, xài cũng hết, thời gian cũng đi qua hết. Nếu mình không làm thì nó cũng thế thôi. Thì anh thôi, mình trích ra một ngày để mình đi làm cái việc gì đó cho nó có niềm vui trong cuộc đời của mình. Để mỗi chuyến đi, mỗi chuyến trở về có kỷ niệm với mình. Anh nghĩ là không có đi một mình anh đâu, mà rất là nhiều các anh chị khác cũng làm việc thiện nguyện bác ái một cách thầm lặng và cũng không nói ra, thậm chí họ cũng nhờ những người khác giúp họ làm việc như vậy. Dạ vậy thì sắp tới mình có dự định sẽ quay trở về Việt Nam mình làm tổ chức một cái hội từ thiện ở chỗ nào khác luôn. Trong hành trình đi thì
hầu hết các lần anh về Việt Nam đều có các chuyến thiện nguyện khác nhau. Thì trước mắt là ngày hôm nay mình đi ở tại nơi đây, và trong thời gian sắp tới nếu mà có thêm một dịp trở về nữa thì anh cũng sẽ chọn một cái nơi mà có nhiều hoàn cảnh đặc biệt để mà có thể tặng quà cho các anh chị và các hoàn cảnh đặc biệt đó. Thì nói chung mình cố gắng thôi, có được chuyến đi nào thì hai chuyến đi đó. Áp được đó nha. Đây của MC Anh Quân. Đây đưa chị luôn hả? Đúng rồi, chị luôn. Đây là có bạn MC Anh Quân có gửi ít lì xì để chị. Dạ rồi, chúc chị sức khỏe nha. Dạ rồi, hôm nay mấy anh em cũng đi xuống đây sẵn đi xuống chùa nên làm thăm chùa với thăm bà con nên cũng có ít quà với lại ít tả đồ ăn với lại ít tiền lì xì của anh Quân gửi xuống tặng cho một chị ta đi. Sao á? Sao á? Có thể chút tiền với quà để chia sẻ với khó khăn của chị tại đây. Trời ơi, nhiều người còn khó khăn hơn còn nhiều nữa. Mình cũng may mắn được Phật, được Chúa, được thiên độ của mình. Được vậy cũng đỡ nha. Thôi cố gắng nha. Nha, cố gắng nha chị. Nha. Còn có hình mã với ông xã không? Có ông xã. Không xả là ngon hơn ta nhiều rồi. Cô với bà kia không xả. Không. Nha, nên chị khỏe chị, nha luôn nha chị. Chị còn nghe để nói được không? Không. Mà còn nghe được không? Không. Cũng không nghe được luôn hả? Đoán. À. Nói được không? Không. Không nói được luôn hả? Rồi, đây là quà, đây là con chị à hay cháu chị? Con hả chị? Con hay cháu con. Con à, dạ. Rồi mấy đứa nhỏ dạ. Ai nha. Con dạ. Cái bịch xấu xe anh vô nhận không? Anh đâu? Còn một cái bịch đó. Đúng rồi. Chị bị bệnh này bao lâu rồi? Dạ. Lâu chưa? Dạ. Không nhớ à. Dạ. Bữa nay đỡ rồi ha, đi có xe ngồi ha. Mấy bữa lực cổ nằm ở dưới thôi. Nằm dưới rồi đó. Có cái còn bịch hai bịch đồ mấy đứa nữa. Còn thiếu. Gửi cô gạo nha. Hả? Mở ra ha. Trong này có gạo ấy cô. Có gạo mì mắm đường ở trong này nha. Cô còn than ở ngoài nữa cái này. Ước để vệ sinh nha. Có người còn một bịch nữa ở ngoài xe. Khăn với giấy đó, để cho chú này vệ sinh cho cô nha. Hôm nay được chị Dầm Minh rồi Đức Tiến là những nhân vật của Sài Gòn cũng là khá nổi tiếng. Hôm trước gửi thì cô mang tả đồ qua á, đang mua thêm vô. Có khăn có đồ nó đắt con vô. Chị ba bị lâu chưa? Dạ 8 tháng. Có 8 tháng hả? Dạ. Giờ chị nghe mình nói chị hiểu không? Dạ hiểu. Nghe hiểu không? Có ông chồng đẹp trai quá trời. Yêu luôn quá trời. Đứng gần chị một cái. Thì cứ tốt có khùng quá. Dạ. Con bé này hả? Con nghe cả con bự nó hơi gọi là thiên thần nha. Giờ đây con dưới đây con, dưới đây con. Dạ dưới đứa dưới đây nè cô. Bé. Dạ dưới đứa dưới trời. Đẹp gái quá. Đẹp gái. Sao là anh ơi? Anh ơi sao đâu? Đâu đây đây. Dạ đây. Ủa anh có ba đứa hả? Dạ ba đứa. Đây đây. Vô lên luôn, vô đây vô lên. Vô lên luôn. Con tối ngày mặc quần áo trái rồi. Sao? Đứng đây. Đây là chị lớn nhất hả? Chị lớn nhất ha. Chị lớn nhất phần nhìn gì? Ba hả? Ba thiên thần ha. Dạ. Rồi. Thì hôm nay là em là Đức Tiến đi cùng với bên chị Gia Minh Minha. Thì sau khi đi đến chùa bắt quà xong thì cũng được các anh chị chia sẻ có một cái trường hợp đặc biệt ở đây. Biết anh chị còn cảnh khó khăn thì em có đến có ít quà
để gửi tặng cho anh chị nha. Nhỏ rồi, dạ. Nhỏ. Dạ, sao đâu. Là bốn người á. Bốn đứa à? Dạ, ba thì ba nghe còn thằng nữa. Thằng quá. Như hả? Là con là luôn hai là nuôi. Bà ơi, xuống vậy hả? Ba. Nè, mua khăn ướt cho chị nha, để cho anh làm vệ sinh cho chị nha. Khăn trong này nữa nha. Dạ dạ. À các bạn hồi nãy thì té. À quên luôn. Đi coi vô đây, vô đây. Là sao anh bốn người con hả anh? Đây 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 đây. Đó, đây. Đây. Được rồi. Nhanh đứng không sao không sao. Nè cấm số 3 đứng này cái. Mình nhanh cái cho. Nhanh cái là cho. Rồi mình chụp tấm hình kỷ niệm trước đi ha. Rồi anh chụp tấm hình kỷ niệm nha. Em chụp tấm hình kỷ niệm nè. Rồi. Rồi, 2, 3. Rồi, hôm nay thì Đức Tiến cùng với là chị Gia Minh Gia với bạn thân của anh chị ra đây có ít quà, gồm có mì, sữa, đường, đồ ăn, tả, khăn giấy, gạo với một bao lì xì của bạn MC Anh Quân đến chia sẻ với gia đình của mình. Chúc mừng chị có một ông chồng rất tuyệt vời và bốn đứa con thiên thần. Không sao, mình khó khăn chút xíu có về trên thương độ cho chị ha. À, thì mong anh chị nhận món quà này từ tụi em. Ba lên xe lăn mới ngồi vậy được, cái là ba ngồi đâu được đó. Dạ. Dưới bên ngồi cũng được. Nào. Để anh ba là mấy nằm. Để khách bên đó. Ừ. Nửa người. Ta biến anh à. Để khách nửa người ta biến. Khó khăn dữ nào. Dạ. Mình tôi là thằng tiên. Dạ. Ông thì thỉnh thoảng là cũng hay gửi đồ xuống để mà đỡ cho chú những cái phần mà chăm sóc cô ở đây á, cho nên là tụi con cũng vẫn giữ cái kết nối này. Thế thì thỉnh thoảng tụi con sẽ gửi thêm để đỡ đầu cái phần nào để chú lo cho cô á nha. Dạ. Cái gì ai ấy thì con gửi thêm đồ. Dạ. Cái này là chú ấy tả cho con nghe. Dạ.